cổ phiếu DAT tăng trần 5 phiên. Dòng tiền nóng vận động mạnh, SSI bùng nổ. GMD sắp phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu tăng vốn, giá 20.000 đồng trên một cổ phiếu. Một số thông tin khác về thị trường chứng khoán. Xin chào các bạn, tôi là Chelsea đến từ Skyward TV, sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày 24 tháng 6 hôm nay. Skyward TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trái ngược với diễn biến chung của thị trường, cổ phiếu DAT của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản Chiseco lại bật tăng trần liên tục trong 5 phiên giao dịch gần nhất. Chiseco đã có công văn giải trình trước diễn biến tình hình trên là do cung cầu của thị trường. Liệu trong thời gian tới, DAT có tiếp tục giữ đà tăng hay không? Hãy cùng chúng tôi phân tích giá cổ phiếu này ngay sau đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, cổ phiếu DAT đang ở mức 19.200 đồng trên một cổ phiếu. Theo quan sát khu một tuần, chúng tôi nhận định rằng giá cổ phiếu DAT sẽ có một nhịp phục hồi lên quanh vùng 24.000 đến 25.000 trước khi tiếp tục giảm trở lại. Vùng giá chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm về là 12.000 đến 13.000. Các nhà đầu tư cần quan sát thật kỹ lưỡng, tránh FOMO trong thời điểm này. Công ty cổ phần chứng khoán SSI được thành lập vào năm 1999. Với hơn 20 năm hoạt động đầu tư chứng khoán, công ty đã gây dựng nên danh tiếng thu hút hàng triệu nhà đầu tư trong khắp cả nước. Sau đây là phần phân tích giá cổ phiếu SSI của công ty cổ phần chứng khoán SSI. Quan sát đồ thị giá cả đang hiển thị trên màn hình có thể thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, SSI đạt 18.500 đồng, tăng 4,52% so với phiên ngày 22 tháng 6. Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng giá SSI sẽ giảm về quanh vùng 13.000 đến 14.500. Cùng theo dõi Skyverse TV để cập nhật liên tục xu hướng giá cả mã cổ phiếu này để có những quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Vừa qua, công ty cổ phần Gemadep, mã cổ phiếu GMD, thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, GMD dự kiến chào bán tối đa hơn 100,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 90-30, với giá chào bán là 20.000 đồng trên một cổ phiếu. Sau đây sẽ là phần phân tích biến động giá cổ phiếu GMD trong thời gian sắp tới. Sau khi giảm 3 phiên liên tiếp, GMD đã có dấu hiệu tăng khá mạnh. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, giá cổ phiếu GMD đạt 53.000 đồng trên một cổ phiếu, tăng 6,85% so với ngày trước đó. Chúng tôi kỳ vọng trong dài hạn, giá mã cổ phiếu GMD sẽ giảm về quanh vùng 37.800 đồng đến 35.600 đồng. Khi mã cổ phiếu đạt đến vùng này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các nhà đầu tư. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo doanh nghiệp chi tiền tỷ cứu cổ phiếu. Trước diễn biến giá cổ phiếu HDC liên tục lao dốc, bà lãnh đạo công ty phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến mua tối đa 3 triệu cổ phiếu quỹ trong quý 3 với đơn giá không quá 40.000 đồng, cao hơn 30% so với thị giá trên sàn, tương ứng khoảng 120 tỷ đồng. Đây là động thái tích cực cứu giá cổ phiếu đang lao dốc. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIG ra tay đỡ giá cổ phiếu. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ nâng tỷ lệ từ 10,3% vốn lên 12,3% vốn từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7. Tính theo mức giá ngày 22 tháng 6, thì ông Cường sẽ chi ra khoảng hơn 337 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên. Nhảy vào bắt đáy, giá cổ phiếu tăng vọt, VN Index hồi phục. Áp lực bán giảm mạnh sau khi thị trường chứng khoán về mức đáy xác lập giữa tháng trước. Sức cầu bắt đáy không thực sự lớn nhưng cũng đủ giúp nhiều cổ phiếu bật tăng và VN Index tăng khá mạnh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi thông tin tới chúng tôi ở link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại! Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.